Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Phạm Lan Trang sẽ được đệ nhất phu nhân Mỹ vinh danh là phụ nữ can đảm quốc tế 2022. Nhà báo độc lập Phạm Lan Trang đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm sẽ được bà Biden, đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ, vinh danh phụ nữ can đảm quốc tế năm 2022 cùng 11 phụ nữ khác trên khắp nơi thế giới. Buổi lễ trực tiếp trao giải thưởng này sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng giờ Washington vào ngày 14 tháng 3 do Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken chủ trì, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Nhà báo Phạm Lan Trang hiện đang thụ án 9 năm tù vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước và được đệ nhất phu nhân Jill Biden xướng tên ghi nhận thành tích can đảm vượt bậc. Đây là hình ảnh nhà báo Phạm Lan Trang trong phiên tòa ngày 14 tháng 12 năm 2021 diễn ra tại Hà Nội. Phạm Lan Trang là một tác giả, blogger, nhà báo và nhà bảo vệ nhân quyền được quốc tế công nhận. Thông qua các bài viết và phỏng vấn của mình, bà đã sử dụng các lập luận pháp lý được nghiên cứu kỹ lưỡng để vận động cho nhân quyền, pháp quyền và đưa mọi tiếng nói vào các không gian chính trị ở Việt Nam. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã viết như vậy. Bà Phạm Lan Trang là tác giả, viết sách và là đồng sáng lập nhiều tổ chức phục vụ cộng đồng, tập trung vào việc mở rộng sự tham gia chính trị và thúc đẩy nhân quyền, quản trị tốt và tiếp cận công lý. Là một nhà báo, bà đã mạnh dạn đưa tin về các vấn đề xã hội mà báo chí Việt Nam chưa từng đề cập đến trước đây, theo Bộ Ngoại giao Mỹ chia sẻ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ghi nhận rằng bà Trang đã nhận được nhiều giải thưởng quốc tế cho công việc của mình. Bà bị bắt vào ngày 6 tháng 10 năm 2020, và bị kết án 9 năm tù vào ngày 14 tháng 12 năm 2021 vì tội tuyên truyền chống nhà nước liên quan đến các bài viết của bà và bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa. Những người được vinh danh năm nay cùng Phạm Lan Trang đến từ các nước có Bangladesh, Brazil, Burma, Colombia, Iraq, Liberia, Libya, Moldova, Nepal, Romania và South Africa, tức là Nam Phi. Anh và Canada trao giải thưởng tự do truyền thông năm 2022 cũng cho nhà báo Phạm Lan Trang trước đó. Chính phủ Anh và Canada vừa công bố giải thưởng tự do truyền thông năm 2022 cho nhà báo Phạm Lan Trang đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm. Tại hội nghị tự do báo chí tại Tallinn, Estonia vào chiều ngày 10 tháng 2 năm 2022, Quốc vụ khanh Anh Lord Armand và Ngoại trưởng Canada Melanie Joly thông báo việc trao giải thưởng này theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Anh và Canada. Bộ Ngoại giao Anh cho biết đích thân Quốc vụ khanh Anh Lord Armand và Bộ trưởng phụ trách Nam Á và khối thịnh vượng chung của Anh, đồng thời là đặc phái viên của Thủ tướng Anh vinh danh bà Phạm Lan Trang. Đây là hình ảnh bà Phạm Lan Trang với bản báo cáo đồng tâm lên án tội ác của nhà cầm quyền đối với người dân ở đồng tâm. Nền dân chủ đang bị tấn công trên khắp nơi ở thế giới, với những nhà báo soi rọi và những góc tối đó đang phải trả giá đắt. Sự thật luôn đáng để theo đuổi, và đó là lý do tại sao Vương quốc Anh và Canada thành lập giải thưởng tự do truyền thông. Giải thưởng này công nhận các nhà báo, cá nhân và tổ chức làm việc không mệt mỏi để thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do truyền thông. Tôi vui mừng thông báo rằng người chiến thắng giải thưởng tự do truyền thông năm nay là bà Phạm Lan Trang. Tôi xin chúc mừng bà Phạm Lan Trang với tư cách là một nhà báo độc lập và nhà báo bảo vệ sự dũng cảm của người dân Việt Nam, người từng đoạt các giải thưởng. Bộ Ngoại giao Canada cho biết trong một thông báo vào hôm 10 tháng 2 rằng bà Trang được biết đến với những cuốn sách về dân chủ và những bài báo viết về xã hội dân sự và những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Là một người ủng hộ quyền con người và pháp quyền, bà Trang đã viết về các vấn đề môi trường quan trọng. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã trao giải tự do báo chí cho bà Trang vào năm 2019 để ghi nhận công lao này. Ngoại trưởng Canada Melanie Joly viết tiếp, các nhà báo đóng một vai trò thiết yếu trong bất kỳ nền dân chủ nào bằng cách soi rọi vào các vấn đề quan trọng của thời đại chúng ta. Thay mặt cho tất cả người dân Canada, tôi xin trân trọng cảm ơn sự can đảm và quyết tâm của bà Trang trong việc buộc chính quyền phải giải trình. Canada sẽ tiếp tục đấu tranh cho tự do truyền thông trên toàn thế giới. Đây là hình ảnh hàng loạt tác phẩm của nhà xuất bản Tự Do và những sách do chính Phạm Lan Trang viết
đã được xuất bản để phổ biến về tự do, dân chủ và nhân quyền. Vào tháng 12 năm 2021, bà Trang bị chính quyền Việt Nam kết án tới 9 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước. Bà đã trải qua 434 ngày bị giam giữ trước khi bị kết án. Giải thưởng tự do truyền thông của Canada và Vương quốc Anh công nhận việc làm của những người sẽ bảo vệ các nhà báo hoặc ủng hộ quyền tự do truyền thông ở cấp địa phương và tôn vinh các tổ chức, chiến dịch và cá nhân ít được công nhận hơn trong cuộc sống và chống lại sự trừng phạt đối với họ. Được thành lập vào năm 2020, Giải tự do truyền thông tôn vinh những người ủng hộ tự do truyền thông dù trực tiếp hay gián tiếp. Chính quyền tại Hà Nội cũng sắp sửa đưa nhà báo độc lập Lê Dũng Vô Va ra tòa. Ông Lê Văn Dũng, 52 tuổi, hay còn được biết đến với biểu danh là Lê Dũng Vô Va, bị bắt vào hồi cuối tháng 6 năm 2021 dưới cáo buộc phát tán tài liệu chống nhà nước. Trước đó, ông thường xuyên phát sóng trực tiếp các chương trình nói chuyện trên các nền tảng mạng xã hội với tên là CHTV, chuyên bình luận về các vấn đề chính trị, xã hội và đặc biệt là giúp những người nông dân bị mất đất khiếu nại vụ việc của họ. Sau 8 tháng bị tạm giam để điều tra, ông Dũng cũng sắp sửa phải ra tòa tại Hà Nội. Đây là hình ảnh nhà báo Lê Dũng Vô Va. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, luật sư Hà Huy Sơn, luật sư bảo chữa của ông Lê Văn Dũng cho biết thông tin cập nhật mới nhất như sau. Tòa đã quyết định sẽ xử vào ngày 11 tháng 3 năm 2022, thì tôi cũng gặp anh Dũng cách đây hơn một tháng rồi. Anh ấy khỏe, tinh thần cũng bình thường. Khi được hỏi liệu ông Dũng có thể hiện quan điểm gì về việc bản thân bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước hay không, vị luật sư của thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội nói rằng ông ấy cũng cho rằng là ông ấy chỉ thực hiện các quyền của công dân thôi, chứ không phạm tội tuyên truyền chống nhà nước. Quan điểm của ông ấy là như vậy. Và bà Bùi Thị Huệ, vợ của ông Lê Văn Dũng cũng đồng quan điểm khi cho rằng ông hoàn toàn không có tội. Bà đã nói như vậy với Đài Tiếng Nói FA thông qua điện thoại như sau. Tôi nghĩ rằng anh Dũng không có tội gì cả. Những bằng chứng mà cơ quan an ninh đưa ra không đủ sức thuyết phục để chứng minh một người có tội. Đó đều là những cái clip ở trên mạng. Theo như mọi người xem và đánh giá thì nó không đủ căn cứ để tiết lộ kết tội anh Dũng. Theo thông tin từ phía gia đình thì toàn bộ các bằng chứng được sử dụng nhằm buộc tội công dân ở Hà Nội này là những video của các buổi phát sóng trực tiếp do ông này thực hiện trước đây, bao gồm các bình luận về vụ chặt hạ cây xanh ở Hà Nội vào hồi năm 2015, thảm họa môi trường do Formosa gây ra vào năm 2016 và các buổi đưa tin về những vụ người dân khiếu kiện đất đai. Luật sư cho biết những video này sau đó được Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội kiểm luận kết luận là có nội dung nhằm chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Đây là hình ảnh ông Lê Trọng Hùng, một thành viên khác của nhóm CHTV, cùng với ông Lê Dũng Vô Va đã bị bắt và xử 5 năm tù giam trong một phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 12 năm 2021. Trả lời câu hỏi liệu có hy vọng gì vào phiên tòa xét xử sơ thẩm sắp tới hay không, bà Bùi Thị Huệ tỏ rõ sự mất tin tưởng vào hệ thống tòa án của Việt Nam. Bà nói, từ trước đến nay thì các phiên tòa như thế này đều là những phiên tòa nói là công khai, những người nhà cũng không được vào. Diễn biến phiên tòa như thế nào thì chắc là tôi, là vợ và những thắc mắc cũng không được vào. Thực ra là cũng không có hy vọng gì vào các phiên tòa như thế này, vì án này đều là những án chỉ định rồi, thì gia đình cũng chuẩn bị sẵn sàng tinh thần. Ông Lê Văn Dũng không có mặt tại nhà vào hồi tháng 5 năm 2021 khi cơ quan an ninh điều tra Hà Nội đến nhà để đọc lệnh khởi tố bị can. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, ông mới bị bắt sau khoảng một tháng bị truy nã toàn quốc. Một người bà con của ông Dũng là ông Nguyễn Văn Sơn, 65 tuổi, bị khởi tố với cáo buộc tội danh là che giấu tội phạm theo Điều 389 của Bộ Luật Hình sự. Ông này bị cho là đã giúp đỡ nhà báo độc lập Lê Dũng Vô Va. Ngoài ông Dũng ra còn có một thành viên khác của nhóm CHTV là ông Lê Trọng Hùng cũng bị bắt và bị xử 5 năm tù giam trong một phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 12 năm 2021. Và giữa thời buổi toàn cầu hóa này, thông tin trên mạng có thể kiểm chứng, nhưng nhà cầm quyền tại Việt Nam vẫn đàn áp mọi tiếng nói của người dân. Kính mời các bạn xem bản tin Phi công Nga nổi dậy chống lại Putin. Cuộc chiến xâm lược của Nga vào Ukraine ngày càng trở nên khốc liệt. Thủ đô Kiev đang bị Nga bao vây và tấn công dữ dội. Tuy nhiên, những người Nga không phải ai cũng ủng hộ cuộc chiến này của Putin.
biểu hiện qua đó là những hành động của các phi công Nga dũng cảm phản đối lại cuộc chiến này. Và sự việc đã xảy ra, đó là một người phi công Nga đã nói về những điều mà nhiều người Nga cũng nghĩ đến. Ông ta đã nói trên một chuyến bay của hãng hàng không của Nga với câu "Cuộc chiến với Ukraine là một tội ác". Đây là quan điểm của rất nhiều người Nga, tuy nhiên họ không thể đưa lên mạng xã hội vì ở Nga các mạng này đã bị cấm và có thể bị bỏ tù. Và từ chiến tranh bị cấm ở Nga và cuộc xâm lược đẫm máu của Putin vào Ukraine được gọi là một chiến dịch đặc biệt, nếu không sẽ có nguy cơ phải ngồi tù. Đây là luật mới ra, cũng khiến cho các phóng viên báo chí của nước ngoài không dám đưa tin về nước Nga nữa vì có thể lãnh hậu quả khôn lường. Đây là hình ảnh viên phi công dũng cảm người Nga tuyên bố trên hệ thống thông báo của chuyến bay về cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vào Ukraine. Sự việc được đưa lên mạng xã hội tại các nước dân chủ và tự do với những video truyền hình trực tiếp đã gây sững sờ cho rất nhiều người. Nhưng những người dân can đảm của Nga thì lại không phục tùng mệnh lệnh của những người tuyên truyền ở Điện Kremlin. Họ biểu tình bị bắt tùy tiện và tính đến nay là khoảng 13.900 người đã bị bắt và vẫn xuống đường liên tục từ rất nhiều thành phố khác nhau tại Nga. Sự kiện một viên phi công của hãng hàng không quốc doanh Pobeda, tiếng Anh là Victory, là một chi nhánh của hãng hàng không nhà nước Aeroflot của Nga đã lên tiếng phản đối cuộc chiến ở Ukraine trong một thông báo trên loa trên chuyến bay đến Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây thực sự là một hành động dũng cảm của viên phi công này vì anh ta dám dùng từ chiến tranh để miêu tả điều mà Nga đang thực hiện tại Ukraine. Anh ta nói, tôi nghĩ cuộc chiến với Ukraine là một tội ác, chúng ta không nên tiếp tục cuộc chiến này, chúng ta nên kết thúc nó ngay lập tức. Ông nói như vậy trên loa phóng thanh trên chuyến máy bay của ông. Hình ảnh ghi lại được chia sẻ rất nhiều. Ông cũng chỉ ra rằng ông đã không phát biểu nhân danh hãng hàng không của mình. Sau khi ông đưa ra thông báo bằng tiếng Nga, các hành khách đã đồng loạt vỗ tay rầm rộ trên chuyến bay này. Như vậy là rất nhiều người Nga và nhiều người khác đã đồng cảm với ý nghĩ của viên phi công dũng cảm người Nga. Đặc biệt là một nhân viên của một công ty nhà nước, anh ấy đã tự đặt mình vào tình thế khá nguy hiểm với tuyên bố công khai này. Nhưng phi công nói những gì nhiều người Nga đã nghĩ, họ không muốn có liên quan gì với những hành động tàn bạo của viên bạo chúa Putin tại Điện Kremlin đang đưa quân xâm lược Ukraine với cái chết của hàng ngàn dân thường, các thành phố bị tàn phá, tan hoang. Và bản thân Navalny cũng đã bay với hãng hàng không này. Navalny vốn là một nhà hoạt động lãnh đạo đối lập. Đây là hình ảnh ông Navalny bay trên máy bay của hãng Podeba. Việc một phi công của hãng hàng không quốc gia Pobeda của Nga tuyên bố rõ ràng như vậy đã gợi nhớ chuyến bay của các nhà hoạt động đối lập Điện Kremlin là ông Alexei Navalny, 45 tuổi, từ Berlin đến Moscow vào tháng 1 năm 2021. Đó cũng là chuyến bay với hãng hàng không Pobeda. Các tiếp viên đã chụp ảnh với nhà phê bình Putin vào thời điểm đó và sau đó anh ta bị bắt khi đến Nga và đã ở trong tù kể từ khi bị bắt với nhiều cáo buộc khác nhau. Đây là hành động của những nhà độc tài thường muốn bịt mồm các nhà hoạt động khác khi chỉ trích. Vì vậy, dù là một hãng hàng không quốc doanh, Pobeda dường như có một số nhân viên không đồng tình với các chính sách của bạo chúa ở Điện Kremlin. Những người nhận thức được khi nhìn những video, những hình ảnh từ Ukraine chuyển về, họ cũng đồng cảm với cuộc chiến chống lại Nga. Và điều gì đang chờ đợi viên phi công can đảm bây giờ thì vẫn chưa thể biết. Video này có thể được công bố sau đó. Đây là những hình ảnh những người dân Nga biểu tình trên cả nước Nga phản đối cuộc chiến xâm lược của Nga tại Ukraine. Và chính những cuộc biểu tình này đã làm rung động nước Nga, làm Putin không thể yên với cuộc chiến mà ông ta đã tạo ra. Một luật mới đã có hiệu lực ở nước Nga của Putin đã được khoảng một tuần nay, đó là bất kỳ ai báo cáo sai sự thật về hoạt động đặc biệt có thể bị tù và có thể lên đến 15 năm. Chỉ có bạo chúa trong Điện Kremlin mới quyết định điều gì sai trái. Và người dân thì biết rất rõ
những hành động của ông ta nguy hại như thế nào.